Hai, xin chào tất cả các bạn các anh chị. Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một vài cái xe đẹp, phổ thông, bền, đẹp. Và đây là những cái chiếc xe muốn giới thiệu với các bạn các anh chị ngày hôm nay. Mấy chiếc thì vài chiếc. Thì bây giờ cái chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị là chiếc xe Honda Fusionel đi. Đây, chiếc xe Honda Fusionel màu đỏ này. Xe này là tuyệt đẹp luôn. Đó, Fusionel. Fusionel tuyệt đẹp. Nói chung là cái màu này không biết nhìn sao chứ nhìn nó rất là sáng sủa. Đẹp. Đó, một cái chiếc xe nó zin nữa chứ. Xe zin mua về là mình chỉ việc đề máy lên mình chạy uống cà phê lanh quanh đó là rất là ngon, và mình đi đến đâu người ta cũng hỏi, nhiều khi thấy đó cũng là vui. Một cái xe đẹp đó. Một chiếc xe đẹp mà máy nó phải ngon nha các bạn đó, máy nó rất là ngon. Và với chiếc xe này, với chiếc xe Honda Fusionel này, máy cực kỳ ngon luôn đó. Xe zin, đầu nồi chưa rớt, nước sân rin, tem rin, xe một đời chủ, biển số em nó là 50T22192. Và với chiếc xe Honda Fusionel này thì mình mong muốn bán với giá là 27.500.000 nha các bạn. Đó, đẹp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải, từ trước ra sau. Máy móc thì coi như là lên máy là đề khác rồi. Nghe tuy nổ nhuyễn nhừ rồi. Tuyệt vời. Rồi, và kế nữa là em muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Future X. Đó, từ Fusionel qua Future X FE phun xăng điện tử màu xám đen, đen xám. Màu này thì rất là nhu và rất là sạch nha các bạn. Bánh mâm thắng đĩa là xe rin, đầu nồi chưa rớt hết. Đó, khá là liền lạc, sạch đẹp. Đó, xe này thì được cái là hồ sơ cầm tay luôn. Đó, mình mua về là mình định danh luôn nha các bạn. Bây giờ là mình mua về là mình ra biển số mới mình định danh luôn, lấy biển số suốt đời luôn. Đó. Và với chiếc xe Future X FE phun xăng điện tử bánh mâm thắng đĩa này, hồ sơ cầm tay để mình về định danh, thì chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 48.000.000. 48.000.000 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Đó, và kế nữa là em muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda AB Thái. Đó, chiếc xe Honda AB Thái màu đen. Đó, màu đen tuyệt đẹp. Xe rin, nguyên rin luôn, đầu nồi chưa rớt, nước sân rin, tem rin. Đi cũng là mười mấy ngàn, 17.000. Đó, xe Honda AB Thái. Xe này thì rất là phù hợp cho các cô chú trung niên. Đó, phù hợp cho các cô chú trung niên. Đi rất nhẹ nhàng và rất là ngon và rất là bền. Phun xăng điện tử FI thì nó rất là ít hao xăng và nó chắc chắn nữa chứ. Và với chiếc xe Honda AB Thái tuyệt đẹp này đó, thì mình mong muốn bán với giá là 48.000.000 nha các bạn. 48.000.000. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là một chiếc xe em muốn xin giới thiệu rất là nam tính, rất là cá tính luôn, đó là chiếc xe Exciter 2 càng. Đó, chiếc Exciter 2 càng màu đỏ đô. Đó, xe này thì phù hợp cho các bạn trẻ. Đó, phù hợp cho các bạn trẻ. Xe này đi thì tốc độ khá là cao. Máy móc ngon lành. Mua về chỉ đề máy lên chạy, đi là mình đi tour thử một lần biết liền, ngon lắm. Và với chiếc Exciter 2 càng này, em nó còn khá là liền lạc, sạch đẹp từ trên xuống dưới. Đó, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ đằng trước qua đằng sau, từ trái qua phải. Đó, máy móc thì cực kỳ ngon luôn. Thì với chiếc xe này, biển số của em nó là 59X260292. Đó, thì với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 49.000.000. 49.000.000 cho chiếc Exciter 2 càng. 49.000.000 cho chiếc Exciter 2 càng nha các bạn. Đó, và nếu mà các bạn các anh chị thích cái dạng xe
phim Chanel FI 29 thì đây em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị trung niên là các cô chú cũng có thêm cái sự lựa chọn là mình đi những cái chiếc xe phim Chanel FI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa, nó đẹp, nó mới như vậy nè, 229 từ trên xuống dưới. Mình đi uống cà phê mấy chiếc này là người ta ngưỡng mộ lắm các bạn. Đó, nhiều khi đi xe SH người ta không hỏi, nhưng mà đi mấy chiếc này là một cái chất gì đó nó rất là dân dã, và nó rất là, nó có cái gì đó nó rất là cà phê. Đi là người ta hỏi, đẹp, xe đẹp là người ta hỏi, hãnh diện. Em này mang biển số 59G318501. Đó, xe đẹp từ trái qua phải. Đó, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới nè. Từ trước ra sau. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 55 triệu. 55 triệu nha các bạn. Đó. Và kế chiếc xe màu đỏ này thì em xin phép giới thiệu với các anh chị chiếc xe màu đen. Cũng là Future Chanel FI nhưng mà màu đen. Màu đỏ thì nó rực rỡ, nhưng mà màu đen thì nó sang trọng và nó chắc chắn và nó cứng cáp. Chúng ta có những cái lựa chọn theo cái sở thích cũng như là cái màu sắc của các bạn, các anh chị, các cô chú. Đây, với chiếc màu đen này thì mình chỉ về thì cũng giống như màu đỏ rồi, màu nào cũng vậy thôi, nhưng mà mỗi người có mỗi một cái sở thích, mỗi một cái lựa chọn. Đó, thì em xin phép quay để các bạn, các anh chị có cái tham khảo. Màu đen cũng như màu đỏ rất là đẹp. Nói chung là phim Chanel mà chỉ cần những cái chiếc này thì đi là người ta chầm trồ, người ta khen. Nó bình dân nhưng mà nó toát lên một cái vẻ gì đó, nó rất là bền bỉ, chắc chắn, ăn chắc mặt bền. Đó, với chiếc xe Honda Future Chanel FI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa, xe này thì hồ sơ cầm tay sẵn luôn các bạn, các anh chị về là được bấm biển số mới định danh liền luôn đó. Và với chiếc xe Future Chanel này thì mình mong muốn bán với giá là 47 triệu, 47 triệu cho chiếc màu đen bạc này nha các bạn. Đó, đen xám này. Rồi, và kế nữa một chiếc em muốn giới thiệu đó là một chiếc bạc đỏ, đỏ bạc nhưng mà là Future X. Đó, Future X cũng khá là đẹp. Đó, mỗi người có mỗi một cái lựa chọn, mỗi một cái kiểu dáng xe mình thích ha các bạn. Nhưng mà cơ bản là cục máy của em nó thì cũng ngon. Đó, Future X nó cũng ngon giống như là Future Chanel thôi. Đó, nhưng mà cái hình dáng, cái kiểu dáng nó hơi khác một chút, thì người ta sẽ, mỗi người có mỗi một cái lựa chọn nó khác nhau. Còn thì các bạn, các anh chị lựa cái gì thì là luôn đúng cái đó. Sự lựa chọn của khách hàng là luôn đúng. Đó, và với chiếc xe Honda Future X FI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa này, hồ sơ cũng cầm tay luôn. Hồ sơ cầm tay, về cũng bấm biển số mới, định danh liền. Thì với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 39 triệu. 39 triệu nha các bạn. Đó, Future Chanel đây. Nếu mà các bạn thích Future Chanel, có Future Chanel cũng đây luôn. Future Chanel FI cũng sản điện tử, bánh mâm thắng đĩa, màu đỏ xám. Đó, cũng khá là mới luôn, khá là mới luôn. Đó, tuyệt vời. Mới tinh. Mới này là nước sơn của nó nha các bạn, của em của nó. Đó, nước sơn zin đó, người ta đi người ta giữ kỹ thì nó sẽ còn mới như vậy. Còn đi bỏ ngoài mưa ngoài nắng nhiều thì nó sẽ cũ và nó sẽ bạc màu. Đó, này ca mây còn luôn nè các bạn, thấy không? Cái chất xe nó đẹp. Đẹp từ trên xuống dưới luôn. Đó. Cái này nó phối được ba màu: đỏ, xám, đen. Đỏ chủ đạo. Đây, chiếc xe này cũng vậy, hồ sơ cũng cầm tay, nói chung là rút hồ sơ sẵn để các bạn, các anh chị không phải mất thời gian đợi chờ rút hồ sơ các bạn. Và với chiếc xe Future Chanel FI màu đỏ, bánh mâm thắng đĩa này, hồ sơ cầm tay luôn. Thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 47 triệu. 47 triệu nha các bạn. Đó. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc Super Rim này. Chiếc Rim chưa bán rồi, giờ còn chiếc Super Rim này là rất là đẹp, nhưng mà đẹp thì phải chỉ có những người cô chú nào
anh chị nào mà muốn săn tuyển cái xe Super Dream mà nó đẹp á, thì đây là một cái lựa chọn rất là đáng cân nhắc. Nhưng mà em nó vẫn còn nằm đây để đợi những vị chủ nhân mà muốn em đẹp, thì đây đẹp quá thì cứ nằm hoài ở đây. Đẹp quá thì nó đương nhiên nó có một cái giá nó hơi gọi là TT một chút. Đó. TT một chút thôi nha các bạn, chứ không có T nhiều. Nhưng mà với chiếc xe Honda Super Dream mà còn mới như vậy các bạn, Dream hết từ A đến Z luôn, từ trong ra ngoài, từ trước ra làm sao. Chiếc Super Dream này nó đẹp cực kỳ luôn. Nó đến 42 triệu lần các bạn. Đó. Rồi. Còn nếu như các bạn thấy là cái xe nó phổ thông và nó quốc dân hơn, và mình cũng có thêm được cái lựa chọn, thì cứ quay về Future Neo FI đó là một cái lựa chọn. Nó cũng xem vậy, nó cũng bốn mấy triệu đó, nhưng mà nó là Future Neo FI màu đen xám đó, nhưng mà bánh căm. Xe này bánh căm nha các bạn đó, bánh căm đầu nồi zin chưa rớt hết. Các bạn, các anh chị nếu mà không thích thì mình có thể là mình hỗ trợ đổi cho các bạn, các anh chị bánh băng luôn đó, đổi cho các bạn, các anh chị bánh băng này các bạn, các anh chị hài lòng người chứ khách hàng luôn đúng mà. Nhiều người khách hàng thì người thích bánh căm, người thích bánh mâm, thì đó em chiều khách hàng thích mình đó. Và với chiếc xe này biển số là 59S306596, thì với chiếc xe Future Neo này thì mình mong muốn bán với giá là 45 triệu Future Neo FI phun xăng điện tử zin nguyên bản. Đó. Kế nữa một cái xe mà khá là mềm, giá nó mềm, đó là chiếc xe Honda Future X. Future Xibo này đặt cọc rồi các bạn, đặt cọc nguyên chiếc xe luôn rồi. Đó, người ta đợi ngày nào người ta thích thì người ta lên lấy đi định danh luôn. Đó, và Xibo này thì bán là coi như 1.8. Và chiếc xe Xibo đã bán rồi nha các bạn. Và chiếc xe kế này mình xin giới thiệu, đó là Future XFI phun xăng điện tử, bánh măng thắng đĩa là màu trắng xám. Màu này thì cũng rất là ít. Đó. Máy móc thì là đẹp cực kỳ luôn nè các bạn thấy không? Nói chung người ta đi kỹ là cái xe nhìn vô thấy nó đẹp lắm, đầu cổ nhìn nó đẹp. Và với một cái chiếc xe Future XFI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa tuyệt đẹp luôn, mà màu trắng thôi, hồ sơ cũng cầm tay luôn, thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 37 triệu nha các bạn. Đó, đẹp từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, 37 triệu. Rồi. Và kế nữa là cái chiếc xe này là em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị. Đó, là chiếc xe, một chiếc xe là SH 206 43 triệu. Một chiếc xe Honda SH Ý nha các bạn, Honda SH Ý 43 triệu 206 màu đỏ đô. Và một chiếc xe Honda SH 2012. Đó. Xe tuyệt đẹp luôn. Xe này là xin thưa với các bạn, các anh chị là SH 2012 với số máy là 501 đầu, là có nghĩa là xe Honda SH Việt Kiều Ý với các bạn. Nguyên zin luôn, Việt Kiều Ý, và có giá mong muốn là 104 triệu. À, 104 triệu cho chiếc xe Honda SH Việt Kiều Ý. Cực kỳ mới luôn, mới không thể tạo tả luôn, từ trên xuống dưới, từ chút ra sao có xe người ta chạy là chưa tua đồng hồ gì luôn nha các bạn. Đó, nó cực kỳ mới luôn, mâm xám mâm à, quá mới luôn. Đó. Đời 2012. 501 đầu. Đời cuối cùng của Việt Kiều Ý. Đó, và một lần nữa em xin thưa với các bạn cái là tất cả xe các bạn, các anh chị đều được trải nghiệm thực tế, được test xe, được trải nghiệm xong rồi, chừng nào mình hài lòng với ý thì mình mời nhau ký công chứng hoặc là xuất hóa đơn để mình về tỉnh mình bấm biển số định danh mới liền. Đó, rồi sau khi làm giấy tờ xong xuôi hết, vận chuyển về nhà cho các bạn, các chị sau này mới nhận thanh toán là xong cùng nha các bạn. Đó, rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị.
chúc tất cả các bạn, các anh chị luôn luôn gặt hái được nhiều thành công cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống. Em xin trân trọng kính chào.